hỏi về số của chị Hương phải không chị? Vâng, em gọi cho chị từ bên sản phẩm Super Power Oriflame đánh răng sỏi thận chống viêm đường tiết niệu đấy ạ. Vâng, thì em gọi điện hỏi thăm cái tình trạng sức khỏe của mình đã ổn định hơn chưa chị? Cũng được rồi, tại vì em mua cho mẹ em. Không biết là chị còn nắm rõ được cái bệnh tình của bác không ạ? Dạ, cũng biết được một chút chị. Vâng, thì chị cho em hỏi thăm một chút là không biết là trước đây cái tình trạng bệnh lý của bác là như thế nào không? Ý là mẹ em đã từng đi tán sỏi rồi, kiểu như tán bằng silane á chị. Đúng ạ. Dạ, bây giờ sỏi thì 8 ly. 8 ly đúng không ạ? Dạ, còn nước chắc là cấp độ 2 á chị. Vâng ạ. Dạ. Vâng, thì chị cho em hỏi thăm một chút là sau khi mình dùng cái sản phẩm Glycoline này thì tình trạng sức khỏe của bác ra cải thiện như thế nào ạ? Thì kiểu như là hồi xưa mẹ em giống như là đi làm giống như là làm 8 tiếng thôi, chứ nếu như mà làm hơn thì giống như mẹ em bị ứ nước á. Vâng. Thì không không có thể làm tiếp được, nhưng mà uống xong thì kiểu như mà em có thể làm tiếp được không hôm sau đó. Uống xong mà nhiều khi tới cái kỳ kinh nguyệt á, mẹ em nói là tới kỳ kinh nguyệt thì hồi xưa không biết sao mà nó đông nhất không không đi làm được. Nhưng mà uống thuốc này xong thì thấy là đi làm được, thấy máu nó cũng lưu thông lắm chứ không có bị ứ. Vâng, thế còn cái sỏi của mình thì sao hả chị? Dạ, lúc mà mẹ em dùng như là hai hộp hay sao á, là lúc mà đi tiểu thì nó có ra một, mẹ em nói là nó có ra được một ít sỏi á chị, nó tán cho nó mềm mềm á. Vâng, thì sản phẩm này nó giúp đảm bảo mòn ra những cái loại sỏi thận ra cái đường đi tiểu của mình chị. Vâng, thế thì em gọi điện hỏi thăm qua cái sức khỏe của bác ấy, về trước của bác ấy. Dạ, em cảm ơn chị nhé, em chào chị.